ai ạ mình đưa ai sự đặc điểm của ngã ta nó để chữ ta nói đều quan cò Su ngã phân bố mà nuôi sa si xa sự đóng nhất ở là nhà việc ăn có mình đưa bởi là từ kỳ sơ là chữ khánh biển cả nhà tế khánh hòa việc tiếp nhận thực hiện chữ quy định cả pháp luật cả giao thông do từ kỳ ngã hạn chế và giả cả nhà bỏ ngã nhà nguy cơ và ngã xảy ra là bởi vì tai nạn giao thông đi đến bằng huyện ta đột là việc ăn có Núi tuyến đường bị đặt giả là quốc lộ. Anh đã biện thực trạng hè lực lượng công an Tama Pata đẩy mạnh tuyên truyền và thu phạt thầu, kết hợp tuần tra, đo kiểm soát mạng xử lý nghiêm giữa mọi người hành vi vi phạm và tích kỳ hạn chế biện là thấp nhất biện tai nạn giao thông đi địa bàn. Quốc lộ đoạp xe Gia là cho tụi núi Nhà Trang, Đà Lạt, Lâm Đồng, độ cano nào trục qua huyện Khánh Vĩnh, Bùi Dược, Bị đặt A xã Lạp Bạc 45 km. Mùa đi vừa đưa vào khai thác bị đặt tuyến đường Gia Lạc-Uni bùa dược bịa dự lưu ai đồng phương tiện giao thông lưu thông. Làng nhà bịa chủ yếu có khách du lịch nào mua Nhà tràng Đà Lạt, Sưu và Gia mai vượt. Cả doa ngã nhà ta nó đi đời xa tụ thời gian, mùa dược vừa đưa vào lưu thông. Dọc tuyến ta mà xuất hiện ai, ta nó xa, quán, xa ta nó, mùa nhà bỏ ngã xe an toàn giao thông các vị và dược trở nên khăn ngã lưu mà anh ẹ hội bẹ còn có tình trạng ta tệ sạc lỡ cục bộ đi anh ạ đi tụ mùa hồ già và ngã gây át tắc giao thông xu giảm nguy hiểm ngã. gà mà nào là mù thông kê quốc lộ do nào qua địa bàn tỉnh bố dược sắp đô lê mà vị trí lửa bị đàn tụ và ngạ gây ra băng mai bà tệ sạc lỡ là nhà bố dược lê mà đàn nộ ngã đặc biệt nghiêm trọng bẹ bố mi ngạ xảy ra bà tệ sạc lỡ lỡ bẹ khối lượng trong do ngạ địa hình ai bị tụi gia là tuyến đường lọc đèo chữ ở về quan cò bảo cho lùa kẹt mà nuôi thân xa xà xà mù chất ở ở à lý dự tụ tìm ấn đã lạng ngạ nguy cơ thị xà và chàng an toàn ở đụ bị quốc lộ do pluti dục xe si bị đặt ở ta chiều dài đụ bẻ khả phòng khẩn bùi dược xà mù đủ dốc cao chữ lọc bẻ ở nặng nguy hiểm thì bị si bụ sườn núi chữ ta noai xô ai bà kẹt khúc quanh cò dù a à, ga ngã hè địa bàn huyện khánh vĩnh không có địa bàn bô dược a à, gia la nào giặc liên thôn liên xã đường giáp ranh chỉ giữa địa bàn như diên khánh liên hòa lâm đồng đô mù mật đủ dân cư mà nuôi tại họ xa giấc mi bà thừa thức, tại đô hạ ta khứ ca doa ý thức thâu pạc ngạ dự chấp hành pháp luật ca gia minh hạ quê a ma ca mô đô lao ca ô ở à giấc ngã ban nào cho tất anh ạ à, thì bị à hiểu nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông lệ bị nổ là bộ giao thông do bé ai à ngã xu đặt ra vô ai vấn đề ngã ga lực lượng chức năng đỡ và dự ngã lực lượng cảnh sát giao thông đỡ sạt rời ngã ca gia công an huyện khánh vĩnh vì bố chức ai à biện pháp và phòng ngừa giữ biện pháp triển khai ga và chẳng bảo đảm bố xảy ra ở nối tụ vụ tai nạn giao thông bị à nghiêm trọng đặc biệt ngã nghiêm trọng

tật lu tăng ngạ sarato một đa là tiêu chí và Giao gì cùng kỳ sẽ lệ tụ thụ đoạt bầu về tập lu tòa anh đã buông ngạ tiền hiền uni công an huyện khánh vĩnh tam ma tăng cường ngạ triển khai giữ giải pháp là nhà và giữ ngạ tập trung lực lượng trang thiết bị tổ chức tuần tra xử lý vi phạm đi và giữ ngạ bị đặt tuyến đường thuộc tại lạng ngạ địa bàn phố trách là bị lạ trong dạ bạc ngạ đuổi cảnh sát giao thông trật tự công an huyện khánh vĩnh tam ma tuần tra kiểm soát saratu tiêu giúp lục ba lượt phương tiện lập biên bản vi phạm hành chính salapa blue lập bạ trường hợp làng nhà sắp rút lâu trường hợp vi phạm ga nồng độ cồn pa tòa trường hợp đoạn đà tê chạy lùi quá tốc độ lập sa trường hợp vi phạm tamo lực lượng cảnh sát giao thông huyện cân vĩnh tama tổ chức ai tụ đợt tuần tra đi giữ tuyến đường bị đặc gia lạ biểu ăn có tuyến lù tòa tuyến lù lập bạ quốc lộ đoạ tiêu xe mạng ngại hè xử lý samoda do vi phạm ga giữa hành vi manu bố nuôi của ông béo ăn có đoạn ăn à tốc độ quy định và đẹp lúc quá tải trọng, mà nuôi điều khiển ngã ra đề vi phạm bố dơ gàm nồng độ cồn. Mạ qua công tác tuần tra, kiểm soát, đội cảnh sát giao thông tam ma lập ngạ biên bản dù xử lý dự trường hợp có mà nuôi dân tộc bồn bê la thị xa mô. Là nhà ta soạn bố ngã nuôi cùng béo ăn có bố đoà số gỡ mua bảo hiểm và chạp bà bạc ổ, nà ra đề bố mua dược bằng lai ổ. Sẽ lạc xin xin công tác tuần tra, mạng xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Patanga đẩy mạnh tuyên truyền xì si hình thức phù hợp dự liên hoạt gặp mọi người bèo cốt mọi người bị là thực hiện mù bộ năm bắc ngạ ga bộ triển khai thực hiện là kê thu an toàn giao thông thu đặc biệt là về tòa phút lầu xì chủ đề xì si chủ đề thượng tôn pháp luật gà xây dựng văn hóa giao thông xe si ba trang an toàn ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh tạm mà bộ giao công văn chỉ đạo và dự ngã dự xã thị trấn đồng loạt tổ chức ngã tuyên truyền về phổ biến pháp luật gà trật tự xe an toàn giao thông vận động một hiệp mạng lớn chiếm hành lang đường bộ ở an à nạn lòng đường gà đạ bỉa hè ngã tà nội nơi và dự tụ tập hợp và đùng gự và ngã gây thì mất an toàn giao thông ở tổ chức kiểm tra xử lý dự hành vi mà nuôi ngã vi phạm gà và dự tạo ngã bị tiến răng đề và chặt bà gà và gỗ mô đa kiểm chế bẹt ala ngã gia tăng tai nạn giao thông mụ nì là nội thụ